kinh lại Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Kinh thưa tăng đoàn chùa Giác Ngộ và các quý Phật tử theo dõi trực tiếp trên kênh YouTube Đạo Phật ngày nay. YouTube Thích Nhật Từ Official và Facebook Thích Nhật Từ chủ đề tôi gửi đến quý vị hôm nay là Hương Sa Radio mến chào quý vị khán thính giả. À, video ngày hôm nay thì Hương Sa xin được phép đọc một bài viết của một tác giả họ viết về à, tiểu sử của Thích Nhật Từ, à, Thích Nhật Từ hay tên thật là Trần Ngọc Thảo, đó quý vị. Hiện nay là ông trùm của sư quốc danh và là một cánh tay nói dài đắc lực làm việc cho nhà cầm quyền Việt Nam, là một cái đứa con cưng của nhà cầm quyền Việt Nam và đang làm mưa làm gió trong cái giáo hội Phật giáo quốc danh của nhà cầm quyền Việt Nam. Rồi bây giờ Hương Sa xin được phép đọc bài viết, mời quý vị cùng lắng nghe. Quãng đời niên thiếu của cậu bé Trần Ngọc Thảo, hay còn gọi là thích Nhật từ là tên đi tu. Khi miền Nam lọt vào tay quân xâm lược cộng sản thì cậu bé Trần Ngọc Thảo sinh ra tại Sài Gòn mới 6 tuổi. Nói rõ hơn tên khai sanh là Trần Ngọc Thảo, sinh ngày 1 tháng 4 năm 1969 tại Sài Gòn, nhằm ngày rằm tháng 2 năm kỷ Dậu âm lịch cha là đảng viên của Cộng sản Việt Nam chuyển công tác sang mặt trận tổ quốc. Cho nên là Cu Thảo đã được uống nắng để trở thành một cán bộ đặc tình tôn giáo từ thỏ mới cấp sách đến trường. Với khăn hoàng đỏ, thường xuyên đạt danh hiệu cháu ngoan, học sinh thi đua, dũng sĩ kế hoạch nhỏ vân vân. Trần Ngọc Thảo theo học phổ thông bình thường cho đến năm 1982 thì vừa thành lập giáo hội quốc danh đó thì y thì quy y rồi xuất gia năm 1984. Pháp danh là Nhật Từ, chuyển hộ khẩu sang chùa và vẫn tiếp tục đi học trường cũ. Gia đình đã chọn chùa Giác Ngộ số 92 Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, Sài Gòn cho gần nhà. Chùa Giác Ngộ thuộc hệ thống quốc danh trụ trì, chùa Giác Ngộ lúc này là sư thiện huệ. Đến năm 1988, thì Nhật Từ thọ giới tỳ kheo và sư Thiện Huệ được Giáo hội Phật giáo Quốc danh Tấn Phong là hòa thượng. Bốn năm sau, với bằng cử nhân Anh văn của Trường Sư phạm Việt cộng tại Sài Gòn, thì Việt cộng đã điều sư Thiện Huệ về trung ương và bổ nhiệm Nhật Từ làm trụ trì chùa Giác Ngộ lúc mới 23 tuổi. Kế hoạch biến Nhật Từ thành một cán bộ đặc tình bắt đầu xúc tiến mạnh mẽ với tư cách là trụ trì, Nhật Từ đã được gọi đi tập quấn nhiều khóa huấn luyện đặc biệt. Phong trào chức vụ phải có bằng cấp, giám đốc cơ quan xí nghiệp phải có học vị từ phó tiến sĩ trở lên, đã khiến hiện tượng bằng giả lan tràn. Không thoát ra ngoài chỉ thị của đảng, Nhật Từ cũng được đưa sang Ấn Độ để học cao học và tiến sĩ thần học vào năm 1994, tức là hai năm sau khi lên nắm chức trụ trì. Trong chúng ta, hẳn ai cũng biết rằng đó, đối với Việt Cộng, tất cả mọi người nắm chức vụ học vị đều phải có lý lịch phù hợp. Năm 2002, thì Nhật Từ đã về nước với bằng tiến sĩ. Cho Hương Gia xin dừng lại, tiến sĩ này không biết phải tiến sĩ giấy không nữa. Không biết qua Ấn Độ có học hành gì không, hay là có tiền rồi mua bằng nữa. Rồi, đọc tiếp. Dưới đây là những chức vụ mà Nhật Từ đã và đang nắm chứng tỏ y là một cán bộ tầm cỡ trong ngành đặc tình Phật giáo của Cộng đảng Tức là tình báo đó nha quý vị, gián điệp nội gián đó, cài cẩm vô đó. Trước khi đi học ở Ấn Độ, thì là trưởng bộ môn triết học Phật giáo, Học viện Phật giáo Việt Nam tại Sài Gòn, Phó Thư ký Hội đồng Điều hành, Học viện Phật giáo Việt Nam tại Sài Gòn, Phó Thư ký Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, thành viên của ban biên tập Đại tạng Kinh Việt Nam, giám đốc Hội Đạo Phật ngày nay. Rồi sau khi từ Ấn Độ về thì là phó thư ký ban Phật giáo quốc tế Trung ương, giáo hội Phật giáo Việt Nam, ủy viên ban trị sự thành hội Phật giáo Sài Gòn, phó ban kim tổng thư ký ban hoàng pháp thành hội Phật giáo Sài Gòn. Ngay sau đó thì Nhật Từ lập lập phương án dịch kinh đại tạng thỉnh lê mạnh thác và tuệ sĩ đứng chủ trì qua sự ưng thuận của hai biến tướng bác chánh đạo này thì một tổ chức mang tên hỗ trợ dịch đại tạng kinh được thành hình qua sự vận động du thuyết ráo riết của sư nguyễn siêu trụ trì chùa phật đà ở san diego nam california với sự tích cực yểm trợ tài chính của Tổng hội cư sĩ là Quỳnh Tấn Lê và Chủ tịch hội cư sĩ ở Orange County và hội cư sĩ San Diego do hai tu xuất là nguyên lượng và đức hạnh chủ chốt. Các tay này đã liên tục gây quỹ yểm trợ suốt 3 năm liền cho bè nhóm trí siêu, tuệ sĩ, nhật từ thả cửa xài phí. Phần kế là vương vòi bạch tuột ra hải ngoại. Năm 2002, khi sắp trở về nước phục vụ cho Cộng đảng, thì Nhật Từ tình cờ làm quen được Sư Trơn Thành là trụ trì chùa Liên Hoa ở đường Bisbay, thành phố Garden Grove, Nam California, đang hành hương chiêm bái Phật tích tại Ấn Độ. Thì Sư Trơn Thành sau này là một trợ thủ đắc lực cho Nhật Từ tung hoành khắp nước Mỹ. Sư Trơn Thành tu học tại Nhật Bổn trước năm 1975 khi về nước với hai tấm bằng cao học triết học tại Đại học Delhi năm 1997 và tiến sĩ triết học tại Đại học Allahabad 2002. Thì Việt Cộng đã bố trí cho Nhật Từ đi giảng dạy cho các tỉnh như là Bà Rịa, Vũng Tàu, Cần Thơ và mở lớp giảng huấn tại Chùa Giác Ngộ. Đảng đã trù tính sẵn mọi việc, cho sửa sang khang trang rộng rãi Chùa Giác Ngộ trong thời gian Nhật Từ đi học tại Ấn Độ. Song song vào đó, thì đảng giới thiệu Nhật Từ cho sư Minh Châu và giáo sư tiến sĩ thiền sư Trí Siêu Lê Mạnh Thác. Để không bao lâu sau thì Nhật Từ được cất nhắc để lên Phó Viện trưởng Phật học Việt Nam ở Phú Nhuận do sư Minh Châu làm Viện trưởng và Lê Mạnh Thác làm Phó Viện trưởng Thường trực. Vai trò của Nhật Từ nắm giữ tại đây là vai trò của đảng, tức là bí thư của viện. Minh Châu và Mạnh Thác chỉ là hai con bù nhìn, thực hiện các quyết định của nhật từ. Điều này cũng dễ hiểu thôi, vì sư Minh Châu và Lê Mạnh Thác đã từng có chân trong Giáo hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất. Giáo hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, uh, cho Hân Gia dừng lại giải thích cái Giáo hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất là của miền Nam trước năm 75 đó quý vị. Thì sau khi mà miền Bắc vô chiếm miền Nam, thì uh, họ giải tán cái giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất họ đàn áp ghê lắm và họ lập ra cái giáo hội Phật giáo Việt Nam họ bỏ cái chữ thống nhất đi thì cái giáo hội Phật giáo Việt Nam này là bây giờ thích nhật từ rồi những cái sư quốc danh thầy chùa lửa này nó đang nằm ở trong cái giáo hội này đó quý vị rồi tiếp trong lúc nhật từ sinh năm 1969 thì hoàn toàn trong sáng về lý lịch gốc gác à, để hương sa đọc lại câu này cho quý vị dễ hiểu nha à, um... Minh Châu và Mạnh Thác chỉ là hai con bù nhìn thực hiện các quyết định của Nhật Từ. Điều này cũng dễ hiểu thôi vì sư Minh Châu và Lê Mạnh Thác đã từng có chân trong giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Trong lúc Nhật Từ sinh năm 1969 thì hoàn toàn trong sạch về lý lịch gốc gác. À, tức là Nhật Từ này là đảng viên là 100% luôn. Còn hai cái ông kia thì dù gì cũng là người của giáo hội Phật giáo Việt Nam của miền Nam trước năm 75 ha. Rồi lợi dụng tiếng tâm sẵn có của sư Minh Châu và Lê Mạnh Thác, Nhật Từ được đảng giao cho vai trò triển khai nghị quyết 36 tại hải ngoại. Năm 2004, do sư Trân thành chùa Liên Hoa ở đường Bispay, thành phố Garden Grove, Nam Cali, Bảo Lãnh, Nhật Từ đã đặt chân đầu đứt bước chân đầu tiên qua Mỹ, trú xứ chùa Liên Hoa. Sau đó, sư Trân thành giới thiệu với sư Trơn lễ để Nhật Từ qua Texas chú xứ giảng pháp tại Houston Texas. Thời cụ Nghiêm Xuân Hồng còn tại thế thì nhóm đạo tràng Liên Hoa không mời Nhật Từ giảng pháp thoại. Sau khi cụ Hồng mất đi thì cụ Trung tá pháo binh quân đoàn 2 của quân lực Việt Nam Cộng hòa Mật Nghiêm đặng Nguyên Phả với tư cách hướng dẫn đạo tràng đã bố trí với sự tiếp tay của sư chân Thành tổ chức pháp thoại hàng tuần tại chùa Liên Hoa. Sau này cư sĩ Mật Nghiêm đặng Nguyên Phả với sự trợ lực của Huỳnh Tấn Lê, Chủ tịch điều hành Tổng hội cư sĩ, vận động thành lập nhóm Phật học đuốc tuệ, chuyên dành cho nhật từ các buổi pháp thoại tại à, thính đường trường Max Garvin, đường Bishop, gần Phước Lộc Thọ. Các buổi pháp thoại này được phát thanh lại trên chương trình phát thanh tiếng nói hương sen của Tổng hội cư sĩ. Ngoài ra, nhóm đuốc tuệ còn thực hiện CD và VCD của nhật từ để ấn tống, để phát không. Khi nhật từ manh nha ý định lên nắm chức chủ trì chùa giác ngộ, đó thì y ta đã vận động để tiếp cận với Minh Châu và Mạnh Thác. Chính hai quái danh này đã móc nói y với nhóm thân hữu già lam và về nguồn để yểm trợ tận lực mua đồ chia rẽ Phật giáo hải ngoại, hầu tiến đến việc xóa bỏ giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất một cách êm thấm. Vì 32 năm qua, đảng đã thất bại trước sự chịu đựng kiên cường của hàng chư tôn giáo phẩm, giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, lãnh đạo bởi vị bởi nhị vị hòa thượng, quyền quan và quản độ. Chính Nhật Từ đã cùng sư trí quản vận động đảng cho treo cờ Phật giáo thế giới mà không cần sửa đổi hiến chương Phật giáo quốc danh. Nội, điểm này thôi cũng đủ để dụ dỗ một số tăng ni hải ngoại tin rằng Cộng đảng đã cởi mở cho tôn giáo. Thành công lớn nhất của Nhật Từ là dáng dấp thư sinh, ăn nói mềm mỏng, khiến vô số người lầm tin. Về Việt Nam đọc tham luận trước hội nghị khoa học do Thành hội Phật giáo quốc danh tổ chức với đề tài Phật giáo trong thế kỷ mới, cơ hội và thách thức vào hai ngày 15 và ngày 16 tháng 7 năm 2006 tại Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam. Với thơ mời do Lê Mạnh Thác ký, Nhật Từ đi tiếp xúc với nhiều nhân vật tăng tục, khoa, bản, về Sài Gòn cùng ngồi hội thảo dưới hình của Hồ mỉm cười. Cha Alexandre de Ross, sinh năm 1591, mất năm 1660, bắt đầu truyền giáo ở đàn ngoài và đàn trong khi Trịnh Nguyễn phân tranh giai đoạn 1627 và 1645, đồng thời cũng truyền bá chữ Quốc ngữ. Mãi đến 200 năm sau là năm 1858 thì thực dân Pháp mới nổ súng bắn vào Đà Nẵng mở đầu cuộc xâm lược Việt Nam. Vậy thì cụ Alexandre de Ross làm gián điệp cho ai? Cụ đội mồ sống dậy do bùa phép của sư quốc danh Thích Nhật Từ chăng? Rồi Thích Nhật Từ dùng chính cái chữ quốc ngữ của ngài để giảng dạy cho Phật tử rằng ngài là tên gián điệp. À, để Hương Sa giải thích cái chỗ này là tại vì Ma Tăng Thích Nhật Từ đó quý vị đi lên trên thiết pháp nói là chữ quốc ngữ Latin và cái chiến lược xâm lăng Á Châu của Bồ Đào Nha và thực dân Pháp. À, tức là nói là cụ Alexandre de Roche là truyền cái chữ quốc ngữ này nọ là để xâm lược Việt Nam. Đó giảng giải hết sức là tầm bậy tầm bạ. Đó là cái tiểu sử của uh, Thích Nhật Từ. Rồi Hương Sa cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Hương Sa thân chào. Hương Sa Radio mến chào quý vị khán thính giả. Ở video ngày hôm nay thì Hương Sa sẽ đọc cái phần phân tích của tác giả Đặng Tính về cái tờ đơn kiến nghị mà cái thằng Ma Tăng Thích Nhật Từ nó soạn ra để nó đưa Thiền Am vào con đường tù tội đó quý vị. Thì bữa trước là Hương Sa đã có đọc và phân tích cho quý vị nghe rồi. Thì bây giờ là cái phần viết của tác giả Đặng Tính. Tác giả Đặng Tính nghiên cứu và viết rất là kỹ. Và chúng ta càng đọc cái bài của tác giả Đặng Tính á, thì chúng ta càng thấy là cái thằng Thích Nhật Từ này nó phá tan nát cái đạo Phật quý vị. Thật sự đây là một cái sự thật rất là đau lòng cho những cái người Phật tử chân chính. Chúng ta đau lòng vì sao vì cái đạo Phật, vì cái tôn giáo của chúng ta đang bị cái thằng thích Nhật từ nó làm nó phá nát đi, nó làm cho những cái người Phật tử, người ta không còn tin tưởng ở chùa chiền, rồi nó làm ảnh hưởng đến những cái người người ta tu hành thật sự, người những cái sư thầy mà người ta tu hành chân chính, người ta cũng bị ảnh hưởng bởi cái thằng ma tăng thích Nhật từ này. Thì bây giờ đó trước khi vào cái phần mà đọc lên cái bài phân tích của tác giả Đặng Tính đó quý vị thì hương sa mời quý vị cùng hương sa à, làm một cái việc ở trên cái mặt trận truyền thông làm việc này đây là cái facebook cá nhân của cái thằng thích nhật từ nè quý vị ở trên facebook á thì quý vị vô quý vị gõ cái chữ thích nhật từ thì quý vị vô quý vị thả những cái dòng chào hỏi bình luận yêu thương mình đừng có chửi rủa đừng có nói cái gì khiếm nhã hết chỉ cần ghi như vậy đây xin chào giả sư thích nhật từ chỉ cần vậy là đủ rồi tại vì hương sa nghiên cứu về thằng này hương sa thấy đó nó mở ra rất là nhiều cái trang mạng xã hội giống như là facebook thì nó có tới mấy cái facebook Facebook thích nhật từ official nè rồi đây là Facebook chùa giác ngộ nè quý vị đó nó có Facebook chùa giác ngộ Facebook thích nhật từ official rồi chưa hết về cái phía bên YouTube đó quý vị thì nó lập ra cái YouTube là thích nhật từ official luôn đó quý vị thấy không quý vị gõ chữ thích nhật từ rồi nó có cái kênh YouTube đạo Phật ngày nay thì quý vị biết là tại sao nó rồi nó có cái 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 trang báo của nó là báo chùa giác ngộ luôn thì quý vị có bao giờ đặt cái chấm hỏi tại sao nó phải lập ra nhiều cái trang mạng xã hội như vậy thứ nhất là để nó dễ dàng kêu gọi tiền khắp mọi nơi cái thứ hai là để chỉ nó nhét chữ vô mặt vô mắt của người dân bằng cái hình thức là truyền thông tức là nhiều cái trang mạng này, tất cả những cái trang này nè Đều là do của nó làm chủ hết Thì nó sẽ ghi những cái câu Nó cho lính đệ tử của nó ghi Chẳng hạn như là thầy thích nhật từ, thượng tọa thích nhật từ à, Thiết pháp, thượng tọa thích nhật từ Xây chùa, công đức của thượng tọa thích nhật từ Rồi đi làm từ thiện giúp đồ này đầu kia Thì quý vị biết không Khi mà nó có nhiều cái trang mạng xã hội như vậy đó Để PR cho nó đó thì người dân đó quý vị họ lên trên mạng đó họ thấy là ờ sao mình đi đâu mình cũng thấy là người ta khen cái ông sư thầy này vậy vậy chắc cái ông này là người tốt nhưng mà đâu có ngờ nó là một cái thằng ma tăng một cái thằng giả sư trách hiệu một cái thằng mà phá đạo đúng nghĩa luôn là quý vị coi nè cái kênh youtube đó, đạo phật ngày nay của nó đó quý vị á quý vị nghe xong cái video của hương sa quý vị vô quý vị gõ thử chữ đạo phật ngày nay nó hiện ra cái kênh của nó cái video đầu tiên mà đập vô mắt của hương sa là tt tê tê thích nhật từ là thượng tọa đó quý vị thượng tỏ thích nhật từ lần đầu lên tiếng chân thành kêu gọi sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm đó nó đi xin tiền đó lần đầu lên tiếng chân thành hương Sa thấy á lần nào nó lên tiếng cũng là lần đầu hết á nó chắc cũng còn cả mấy chục ngàn cái lần đầu rồi đó quý vị rồi chưa hết đây là cái trang youtube nha qua bên cái trang facebook của nó cái trang facebook thích nhật từ của nó đó quý vị nguyên cái hình nền chà bá của nó là hùng phước xây chùa chùa quan âm đông hải rồi mình bấm vô cái hình nền mình thấy là thư vận động hùng phước xây chùa quan âm đông hải bla 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 tức là cái thằng này đó cái trang nào cái kênh nào của nó nó cũng lên nó xin tiền ngày ngày đêm đêm bởi vậy đó bây giờ đó quý vị chúng ta phải làm cái cuộc cách mạng ở trên mặt trận truyền thông để chống lại cái thằng ma tăng này để chúng ta vạch mặt nó ra thì bây giờ như hương sa đã nói đó tất nhiên là cái thằng ma tăng này nó có sự hậu thuẫn của cái giáo hội Phật giáo quốc danh, được sự hậu thuẫn của nhà nước, của truyền thông, báo chí của nhà cầm quyền Việt Nam. cho nên là dù có làm gì đi chăng nữa thì nó vẫn tồn tại, tại nó là đứa con cưng của nhà cầm quyền Việt Nam đem tiền về cho nhà cầm quyền mà. Hương Sa đã nói nhiều lần rồi. nhưng chúng ta vô chúng ta thả bình luận trong cái trang của nó, chúng ta ghi là xin chào giả sư thích nhật từ. tại vì quý vị biết á, cái thằng thích nhật từ này nó rất là sợ người ta kêu nó bằng cái chữ giả sư. tại vì á, kêu giả sư là nói trúng ngay cái tim đen của nó chính vì vậy nó gán ghép thiền am người ta là giả tu giả sư vân vân nó làm cho nhiều người họ không hiểu biết họ bay vô họ tấn công thiền am để họ quên đi rằng cái thằng giả sư chính hiệu chính là nó cho nên là quý vị hãy làm ơn vô những cái trang mà hương sa vừa đưa lên hồi nãy đó của thích nhật từ để quý vị c hai c hello ở uh, xin chào giả sư thích nhật từ ghi đàng hoàng lịch sự vậy thôi quý vị không có cần phải chỉ trích gì quá nhiều mắc công vi phạm những cái quy tắc cộng đồng của facebook của youtube họ sẽ ẩn cái bình luận đó đi thì hương sa biết rằng khi quý vị ghi như vậy thì cái thằng này đó nó có nguyên cái hệ thống admin nó sẽ tìm cách nó xóa nó xóa nó xóa nhưng mà khi mà nhiều người cùng ghi thì hương sa coi có nó xóa tới bao giờ chúng ta phải làm cái điều đó chúng ta phải làm cái điều mà hương sa vừa kêu gọi tại sao tại vì quý vị nên nhớ một điều là như hương sa đã nói đó mình im lặng trước bất công là mình đồng lõi với cái ác mình biết cái thằng này là cái thằng giả sư ok tao không có làm được cái gì mày về mặt luật pháp cả tại vì mày được bảo kê bởi nhà cầm quyền việt nam thì về cái mặt trận truyền thông ít ra tao cũng tặng cho mày tao cũng vô chào hỏi mày một cái cho người ta biết mày là giả sư đối với hương sa là hồi đó giờ hương sa sống vậy đó quý vị hương sa thấy cái gì sai thì ok hương sa phải lên án nó hay là hương sa phải nói giả sử mà vẫn không được thì mình cũng không thấy ái nái còn hơn là mình nhắm mắt mình lầm lơ luôn thì mình sẽ mình thấy là cái lòng của mình sẽ rất là ái nái nó cắn rất lương tâm mà tính ra đó cái thằng mắc dịch này đó quý vị nó được hương sa và à, khán giả đặng tính chiếu cố dễ sợ quý vị thấy không khán giả đặng tính đã phải dành rất là nhiều uh, tâm huyết thời gian sức lực để viết bài để tặng cho thằng ma tăng còn hương sa cũng đã chiếu cố cho ma tăng rất là nhiều cái video quý vị thấy đó trong khi đó những cái thành phần cắt ké kỳ nhông khác mà nó lên đó nó chửi bới thiền am này nọ hương sa đâu có để ý gì mấy cái thằng đó quý vị đối với hương sa mấy cái thằng đó là cái đám youtuber cần cần cắt ké kỳ nhông thôi thành ra là không không có cái tầm quan trọng bằng cái thằng ma tăng này tại vì cái thằng ma tăng thì là cái thằng cầm đầu quý vị nên nhớ và không có sự nhúng tay của thằng này thì thiền am có không có bị hại te tôi giống như giống như hiện giờ đâu ok bây giờ mình đi vào cái phần mà hương sa đọc cái bài phân tích của tác giả nặng tính nha quý vị phải nói phân tích rất là hay luôn quý vị rất là sâu sắc và chúng ta càng đọc chúng ta càng thấy là cái thằng thích nhật từ đúng là cái thằng phá nát phật giáo thích nhật từ và lý lẽ hãm hại thiền am như thế nào thích nhật từ là một sư quốc danh đóng vai trò đi đầu trong việc hãm hại thiền am y cấu kết với nhà cầm quyền để làm cái việc ác ôn đó lá thư dưới đây là một trong minh chứng cho cái tâm địa xấu xa ác độc và cái ngu xuẩn của thích nhật từ đây là lá thư mà thích nhật từ đã soạn thảo cho các tín đồ của y để gửi cho công an nhằm tố cáo rằng những người trong thiền am là giả tu là giả sư lá thư còn khuyên nhà cầm quyền rằng hai chấm thứ nhất là bắt buộc ông lê tùng vân và các thành viên không được cạo đầu không được mặc pháp phục, lễ phục tăng ni, không được xưng là thầy là sư cô. Thứ hai, phải ra thông cáo báo chí về các sai phạm của tỉnh thất Bồng Lai. Thứ ba là phải xóa các video và thông tin mạo danh xưng chùa tỉnh thất mạo danh tu sĩ trên Youtube và Facebook. Rồi thứ tư là chế tài nghiêm khắc nếu tiếp tục vi phạm pháp luật. Thứ năm, cần một lời giải thích công khai và chính thức từ đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh và công ty Điền Quân. Bây giờ tôi sẽ đi vào chi tiết những cáo buộc hay nói đúng hơn là lời vu khống của tên Thích Nhật Từ để khán thính giả có thể hiểu về tâm địa của tên sư quốc danh này. Đầu tiên phân tích về cái ý mà Thích Nhật Từ nói. Thích Nhật Từ nói không hề có bằng chứng. Nếu chịu khó đọc hết nội dung của lá thư gọi là tố cáo này, các bạn sẽ thấy một đặc điểm nổi bật, đó là không hề có chứng cứ, hoàn toàn không hề có chứng cứ. Tất cả 6 cáo buộc chỉ dùng thủ thuật nhét chữ vào mắt người đọc. Nó hoàn toàn là mang tính áp đặt. Đây cũng là cái tiểu xảo rất là phổ biến của báo chí do nhà nước kiểm soát. Họ lặp đi lặp lại những danh từ giống như là vi phạm pháp luật, đã kích Phật giáo, phỉ bán, tuyên truyền, vân vân Nhưng họ hoàn toàn không đưa ra được một bằng chứng nào để chứng minh cho cáo buộc. Nếu tôi nói mở ngoặc kép, thích nhật từ là một tên xuyên tạc công giáo, thì có lẽ các bạn không tin tôi. Vì tôi không có chứng cứ gì để nói như thế Nhưng mà nếu tôi trưng bày chứng cứ lời nói của Thích Nhật Từ rằng Hai chấm ngõ ngoặc kép Valentine là biến thể của chuyện tình vụng trộm giữa linh mục và giáo dân là phương tiện để xâm lược của phương Tây đóng hoặc kép thì các bạn sẽ thấy rõ ràng rằng y phỉ bán công giáo cho Hương Sa xin dừng lại cái này đó ở trên YouTube tràn lan nha quý vị cho nên sẽ có người hỏi Hương Sa là đâu 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 những cái thành phần cuồng đó cuồng thằng ma tăng nó. hỏi đâu 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 đưa đây đi thì làm ơn quý vị đã biết lên youtube quý vị coi quý vị chửi bới nhục mạ thiền am những cái thành phần anti đó thì quý vị cũng làm ơn biết tự lên kiếm cái video mà thích nhật từ nó nói về valentine tại vì nó tràn lan cái này người ta lên án dữ lắm người ta share rộng rãi chỉ cần vô gõ là thích nhật từ nói về valentine là hiện ra đầy để quý vị kiểm chứng cái vấn đề ở đây là quý vị có muốn dùng cái đầu để đi kiểm chứng hay không có muốn dùng cái não để động động não để suy nghĩ hay là không muốn tin hay là không thôi rồi hương sa đọc tiếp nếu tôi nói hai chấm mỏ hoặc kép Thích Nhật Từ là một tên sư vô văn hóa đóng hoặc kép Thì các bạn cũng không tin gì không có bằng chứng Nhưng các bạn thử nghe một bài phát biểu của y như sau hai chấm mỏ hoặc kép Thích Nhật Từ nói rằng Tôi thấy thầy trò chùa Ba Vàng này đó Tự mình đập cước rồi đổ lỗi cho người khác Lẽ ra khi đập cước thì phải đi rửa chân Đóng hoặc kép thì các bạn thấy y là một kẻ xúc phạm danh dự người khác Cho Hương Sa xin dừng lại Cái video này nè Thì Hương Sa để ở dưới cái phần bình luận ở bên dưới đó cái phần bình luận ở dưới cái video của Hương Sa đó Hương Sa sẽ để cái phần bình luận cái đường link mà thằng thích nhật từ nó nói về dụng cụ tích kích dục nha nó nhét chữ vô miệng Đức Phật và dạ, nó nói về cái chuyện mà thầy chùa ba vàng Hương Sa để dưới quý vị khán giả nào chưa coi mà chưa nghe đó thì xuống dưới coi lại rồi Hương Sa đọc tiếp ấy vậy mà thích nhật từ dùng tiểu xảo vu cáo một cách vu vơ như thế cho thiền am chúng ta phải tạm kết luận rằng thích nhật từ là một kẻ có tâm địa ác ôn chỉ chuyên đi phá hại người khác mà không hề nhìn thấy cái hay cái đẹp của thiền am cho hương sa xin dừng lại tại nó là cái thằng giả tu mà sao nó nhìn thấy nó thấy chứ không phải là không sorry nó nhìn thấy cái hay cái đẹp của thiền am chứ không phải là không nhưng chính vì nó nhìn ra được thiền am là tu thật nên nó càng phải tiêu diệt tại vì nó là cái thằng giả tu nó không thể nào làm được những điều tốt đẹp giống như thiền am tại vì cái thằng thích nhật từ nó chỉ có tiền 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 và tiền nó chỉ là tìm cách để môi tiền trong túi phật tử cho nên là nó thấy cái hay cái đẹp của thiền am thì nó càng phải tiêu diệt chứ làm sao chứ để bao nhiêu tiền sẽ dồn cho thiền am hết rồi sao với giả lại khi người ta thấy thiền am là những người tu thật thì người ta sẽ có sự so sánh và người ta càng thấy thằng quỷ ma tăng này là tu giả nữa thành ra nó phải tiêu diệt đi cái thật để để không còn cái để cho người ta so sánh giữa thật và giả nữa rồi hương sao đọc tiếp tu sĩ phật giáo chính quy một cáo buộc mà thích nhật từ rất là thích dùng là kênh năm chú tiểu đã phỉ bán tu sĩ phật giáo chính quy nhưng mà y không trưng ra một bằng chứng nào Ở đây chúng ta cứ để ý cái cách dùng khái niệm mới Mở hoặc kép tu sĩ Phật giáo chính quy đóng hoặc kép lại Cái chữ chính quy trong tiếng Việt thời nay Có nghĩa là đã qua đào tạo theo những tiêu chuẩn đã được công nhận Ví dụ như báo chí hay nói là công an chính quy Quân đội chính quy, đào tạo chính quy Ngày nay chúng ta thấy là sư quốc danh thích nhật từ áp dụng cái danh từ chính quy cho tôn giáo Vậy chúng ta phải hiểu Mở ngoặc kép tu sĩ chính quy đóng ngoặc kép là ai? có lẽ thích nhật từ muốn nói đến những người tu sĩ mà nằm dưới cái sự quản lý của đảng cộng sản việt nam thì mới gọi là chính quy khi dùng cái khái niệm này thích nhật từ tự cho mình là tu sĩ chính quy còn bất cứ ai tu mà không chịu sự quản lý của đảng cộng sản thì không phải là chính quy chính thống à tức là tu là phải vô đảng đó tu là phải đăng ký với giáo hội phật giáo thầy chùa lửa đó thì mới là tu nha quý vị như vậy thì các thầy và ni cô trong giáo hội phật giáo việt nam thống nhất có phải là chính quy hay không thưa ông sư quốc danh thích nhật từ à, giáo hội phật giáo việt nam thống nhất bây giờ ở nước ngoài bên hải ngoại này nè quý vị nếu vậy thì các chùa ở nước ngoài giống như là mỹ canada là úc là pháp vậy là trong con mắt của sư quốc danh thích nhật từ là không phải là chính quy đúng không tại thằng thích nhật từ nó khác điểm chính quy vậy thì những cái người người ta tu ở bên hải ngoại những cái chùa mà thuộc giáo hội phật giáo việt nam thống nhất ở đang ở bên hải ngoại này vậy là không phải chính quy vậy là giả tu hết sao rồi tiếp hỏi như thế để chúng ta thấy cái vô lý và cái sự ngu ngốc của sư quốc danh thích nhật từ Chính thức Nhật Từ vào năm 2017 đã từng nhận xét về Thiền Am như sau. Khu Bồng Lai Viên chỉ là một tỉnh thất, không có bản hiệu chùa nên không có đăng ký từ viện với giáo hội Phật giáo tỉnh Long An. Họ là những người cư sĩ tại gia sống trong tỉnh thất, được thầy của họ là người xuất gia cạo đầu cho mặc áo áo nâu sòng từ nhỏ đó chính là lời của thích nhật từ nay y lại dùng chính cái khái niệm phật giáo chính quy để vu cáo cho thiền am các bạn có thể thấy cái sự trơ tráo của cái tên sư quốc danh này rồi thích nhật từ còn tiếp tục vu cho thiền am là mạo nhận cơ sở phật giáo chính quy một trong những cáo buộc của thích nhật từ là thiền am đã mạo nhận cơ sở phật giáo chính quy bằng chứng nào mà thích nhật từ nói như thế thích nhật từ cho rằng trong thiền am có những tượng phật và các biểu tượng phật giáo và thế là mạo nhận cơ sở Phật giáo chính quy. Các bạn có thấy cái cách suy luận trẻ con của tên sư Quốc Danh thích Nhật Từ này không? Ở nhà tôi cũng có tượng Phật và các biểu tượng Phật giáo, dù tôi không phải là Phật tử chịu sự chi phối của Đảng Cộng sản. Theo lý luận của thích Nhật Từ, tôi mạo nhận Phật giáo chính quy sao? thú thật tôi phải nói là tôi rất là kinh ngạc về cái mức độ ấu trĩ của cái tên sư quốc danh này một người có năng lực tri thức bình thường không thể nào có một suy luận trẻ con như thế cho hương sa xin dừng lại ơi ờ, cái thằng này nó không có kiến thức gì quý vị ở nó là một cái thằng dốt bởi vậy nói mà nó đi qua bên ấn độ ấn điếc gì nó học cao lắm thượng tỏ tiến sĩ trời ơi tiến sĩ giấy tiến sĩ cái bằng giỏm cái bằng đi mua đó chứ cái thằng này nó học hành gì quý vị thấy nó lý luận từ cái valentine trời ơi nó dốt bà chạy luôn rồi nó lý luận về ông alexander ross một cái người đã đem cái chữ latin vô đất nước việt nam để giúp cho dân việt nam bây giờ mình không có viết những cái chữ ngoằn ngoèo ngoằn ngoèo giống bên trung quốc mà bây giờ nó lại đi nói người ta là một cái tên xâm lược tức là cái thằng thích nhật từ này hương sao không biết nó lượm những cái kiến thức đó nó sọt google mà nó kiếm cái nguồn nào tầm bậy tầm bạ hay là nó ngồi nó tự nó sửa nó sửa lại nó viết lại mà cái kiến thức nó chia sẻ ở trên mạng rất là sai nó nói tầm bậy tầm bạ không hả bởi vì nó nó là tiến sĩ học cao này nó không có đâu hương sao nghĩ là cái bằng giấy đó cái bằng nó đi mua đó rồi tiếp Giả sư chấm hỏi trong ngoặc kép. Một trong những vu cáo mà thích Nhật Từ hay sử dụng ở Thiền Am đó là giả tu và giả sư. Thích Nhật Từ đòi nhà cầm quyền không có cho ông cụ Lê Tùng Vân và các thành viên trong Thiền Am cạo đầu và mặc pháp phục. Thật ra các thành viên trong Thiền Am có bao giờ gọi họ là sư đâu. Ông Lê Tùng Vân có bao giờ tự xưng là thượng tọa hay là hòa thượng đâu. Ở miền Tây rất là nhiều người tu tại gia vì họ đâu có xưng là thượng tọa hay là hòa thượng gì đâu. Chính ông thích Nhật Từ cũng từng nói vào năm 2007 rằng Thật ra cụ Thích Tâm Đức chưa bao giờ tự xưng mình là hòa thượng và chưa nói mình là trụ trì chùa Bồng Lai. Thực tế thì Hoàng Nguyên và Nhất Nguyên không phải là người giả mạo tăng sĩ để lừa đảo bất kỳ ai như một số báo chí đã cáo buộc. Ở đây tôi xin lấy lý giải của thầy Thích Đồng Long bàn về chữ sư như sau. Chữ sư trong tiếng hát Việt có nghĩa là thầy. Đâu phải ai là được gọi là thầy thì cũng đều là sư đâu. Có người đã xuất gia nhưng sau này trở về đời thường thì họ vẫn được gọi là thầy ngay cả người dạy cơ khí cũng được gọi là thầy, các tôn giáo khác cũng có danh xưng là thầy, chứ đâu phải là chỉ có trong Phật giáo mới có danh xưng này. chữ thầy là một danh từ chung rất là bình thường, danh xưng thầy đâu phải là độc quyền của bất cứ tôn giáo nào. ấy vậy mà trong con mắt của thích nhật từ, cái chữ thầy chỉ dành cho những người như là y, tức là sư quốc danh hay là sư chính quy trong hoạt kép. hương sa thêm vô tức là thầy chùa lửa giống như thằng thích nhật từ đó. trời ơi hương sa chưa thấy cái thằng nào mà hương sa nói tiểu nhân nó độc ác mà nó tiểu nhân nó gian xảo như thằng thích nhật từ quý vị quý vị biết không nó hồi trước nó lên nó binh thiền an mà tại vì nó muốn chiêu dụ thiền an đi vô cái giáo hội phật giáo thầy chùa lửa của nó tức là nó muốn là cụ lê tùng vân đó phải gặp nó và để cho nó quy y để cho nó quy y cho những người trong thiền an và quy y cho cụ lê tùng vân cụ lê tùng vân phải biến thành đệ tử của nó thì quý chị nghĩ coi cái thằng thích nhật từ này hương Sa nói đó cái đạo pháp của nó cái đạo đức của nó còn thua cái đứa bé 3 tuổi 4 tuổi ở trong thiền an thì nó có cái tư cách gì mà nó kêu là ông cụ lê tùng vân hay là những người trong thiền am phải đầu quân cho nó phải để cho nó quy y đúng không quý vị trời ơi nó là cái thứ ma quỷ đội lốt thầy tu cho nên thiền am họ nhất quyết họ đâu có vô cái giáo hội phật giáo của cái thằng thích nhật từ đâu quý vị giả lại thiền am hồi nào giờ họ chủ trương họ tu tại gia mà ông cụ lê tùng vân là theo bửu sơn kỳ hương mà một cái nhánh của phật giáo rồi hương sao đọc tiếp những người trong thiền am chưa bao giờ tự xưng là tu sĩ họ đâu có xưng họ là tỳ kheo sa di hay là đại đức Họ chỉ xưng họ là thầy Vậy thì tại sao gọi họ là giả danh tu sĩ Thiền Am đã khẳng định là không liên quan đến giáo hội của ông Thích Nhật Từ Thì tại sao phải bắt buộc họ phải theo Thích Nhật Từ Tại sao Thích Nhật Từ cứ lên đài lên báo đấu tố và tẩy chay họ là, đã, là để thể hiện rằng mình tu đúng Chắc gì Thích Nhật Từ đã tu đúng Hương Sa confirm xác nhận là thằng thằng Thích Nhật Từ là thằng giả sư Không cần phải suy nghĩ lăng tăng Rồi Hương Sa đọc tiếp nên nhớ rằng thời Đức Phật có đến 97 loại ngoại đạo khác nhau đua nhau ám hại ngài có người mang bụng bầu giả để vu oan cho đức phật nè có nhóm cho tín đồ đến để mà cúng dường cho đức phật rồi giết đi và vu oan cho đức phật là quan hệ bất chánh nè nhưng đức phật không hề yêu cầu vua chúa dẹp mấy người đó đức phật quan niệm rằng đạo phật là đạo từ bi không gây thù oán phật dạy rằng phật tử phải thương họ chứ không nên dùng bạo lực để ám hại họ như là kẻ thù Thích Nhật Từ rõ ràng là đi ngược lại tinh thần từ bi của Phật giáo, cái gọi là Phật giáo chính quy trong hoặc kép đã biến một Thích Nhật Từ thành một kẻ cuồng tính tối ngày đi hãm hại người khác. Rồi nói tiếp cái phần mà thằng Thích Nhật Từ nó kiến nghị là nhà nước không có được cho Thiền Am tiếp tục mặc pháp phục. Thích Nhật Từ cáo buộc rằng những người trong Thiền Am lợi dụng pháp phục tu sĩ, nhưng cáo buộc này cũng chỉ cho thấy Thích Nhật Từ rất là dốt. Xin nhắc cho Thích Nhật Từ biết là cái chữ pháp phục thời đức phật có màu à, phấn tạo và những cái ô vuông tượng trưng cho những mảnh ruộng áo lãnh tụ là loại áo người qua mở hoặc đơn không tu hành đóng hoặc đơn đơn lại hai mặt áo trường sam đúng nghĩa cũng không phải là pháp phục của phật giáo chánh thống áo này không phải là độc quyền của tu sĩ vì người thường vẫn có thể mặc mấy người trong thiền am hay mặc áo hậu trường sam la hán và đó không phải là giả danh giáo sư lê mạnh thác xưa kia là thượng tỏ trí siêu đó ngày nay vẫn mặc áo hậu vàng nhưng nhưng mà đâu có ai nói ổng là giả sư đâu rồi tiếp thích nhật từ nói là thiền am chống đối chính quyền và xiển dương bạo lực thích nhật từ vu cáo rằng kênh năm chú tiểu của thiền am làm video với nội dung bạo lực và chống đối chính quyền nhưng đây đúng là một lời vu khống hoàn toàn vô căn cứ các bạn hãy vào kênh năm chú tiểu sẽ thấy chẳng có video nào có nội dung bạo lực hay là máu me đa số các video có nội dung tu hành tại gia nuôi dạy trẻ mồ côi sinh hoạt văn nghệ và hài trong một video hài mà thích nhật từ lấy ra để cáo buộc là chống chính quyền có câu thoại là nhà báo nói láo ăn tiền Tôi nghĩ Thích Nhật Từ đã quá tuyệt vọng để tìm cái cớ vu cáo cho Thiền Am. Thử hỏi cả nước Việt Nam ai mà không biết cái câu nhà báo đó láo ăn tiền là một cái câu nói chung chung có tính hài hước, bây giờ lại gọi là chống chính quyền. Rồi, Thích Nhật Từ là một tên cuồng tính. Đây, khán giả, các khán giả đặng tính nhận xét như thế này. Trên thế giới, Hồi giáo có một số tín đồ có những hành động rất là cực đoan. Năm 2015 thì một nghệ sĩ người Đan Mạch đó là Kurt Westergaard vẽ một hí họa mô tả nhà tiên tri Muhammad. Và thế giới Hồi giáo phản ứng một cách bạo động. Những phản ứng của người Hồi giáo cực đoan lúc đó đã làm mất mạng 12 người. Hành động của tên Thích Nhật Từ làm tôi liên tưởng đến những hành động cực đoan và nguy hiểm của một số người Hồi giáo. Đã hơn 10 năm nay, Thích Nhật Từ chuyên đi gây hấn với người khác và tôn giáo khác. Thích Nhật Từ lấy video của người khác về máy rồi sau đó upload lên YouTube và đánh gậy bản quyền tác giả gốc. Hương Sa là nạn nhân rồi quý vị. Đây là một thủ đoạn mà Thích Nhật Từ đã sử dụng để đánh sập các kênh YouTube phê bình hành vi của y. À Hương Sa thì không có bị đánh sập và đã khiếu nại lại được. Có lẽ các bạn thấy khó tin khi mà một tu sĩ Phật giáo như Thích Nhật Từ dùng thủ đoạn đó để ám hại người khác, nhưng sự thật là y đã làm như thế rất là nhiều lần. Thích Nhật Từ hay đăng đàn xuyên tạc bịa đặt chỉ trích người khác rằng những ngôn từ hết sức là khiếm nhã. Đó giống như cái câu mà Hương Sa nói là chửi thầy chùa Ba Vàng đó, đạp sịt đó quý vị, chân đạp xịt mà không chịu đi đọ, đi rửa chân gì đó. Rồi tiếp, y còn xúc phạm Phật giáo Hòa Hảo khi cho rằng họ là cực đoan chính trị. Trước đây đó thì y đăng đàn phỉ bán các Phật tử trong chùa Ba Vàng, chửi bới người trong thiền am và xúc phạm các Phật tử tăng ni khác những người này đã lên tiếng phản đối hành vi của Thích Nhật Từ và mà họ gọi là tà kiến, là kẻ trộm đạo cuồng ngôn. Xin trích một câu của tác giả Nguyễn Thắng về Thích Nhật Từ, hai chấp mẫu hoặc kép. Kẻ tội đồ này hết lừa đảo người lớn rồi lại lừa đảo qua trẻ con. Nhật Từ đã mượn danh cái khóa tu mở hoặc kép, tuổi trẻ hướng Phật đóng hoặc kép lại lấy kinh dược sư làm cơ sở để chửi bới xúc phạm những người đã phản biện chống lại mình thật là ghê tởm dám dùng kinh phật để phỉ bán người khác một trong những đối tượng mà thích nhật từ nhắm tới là công giáo trong đại dịch covid 19 đó thích nhật từ đã dùng những con số thống kê và số ca nhiễm ở vài nước và ngụy biện rằng công giáo có liên quan đến covid chẳng hạn như là những nước ở mỹ hay là dân số theo đạo tin lành nhiều nhưng mà năm nhưng mà tám mươi là mê tín dị đoan và Tây Ban Nha số ca nhiễm chỉ sau Trung Quốc và Ý số ca nhiễm đứng top thứ hai thế giới mà Tây Ban Nha và Ý là hai cái đất nước mà theo đạo Thiên Chúa đó thích nhật từ ám chỉ rằng những nơi nào mà theo đạo tin lành và công giáo là nguyên nhân của covid 19 thật sự là một sự ngu xuẩn đến khó tả trong phật giáo thời luận nhận xét rằng thích nhật từ chỉ là một con vẹt nói dốc thích nhật từ thích bịa chuyện về công giáo nhưng ngạc nhiên thay ông cũng bịa chuyện về đức phật Chẳng hạn như là ông nói hai chấm mở hoặc kép Phật giáo không khích lệ sự cầu nguyện Phật giáo khích lệ sự phát nguyện Nhưng tác giả Minh Châu đã phản bác rằng Đây là một sự bịa đặt của Thích Nhật Từ Vì chẳng có sách Phật giáo nào viết như thế Tác giả Minh Châu tự hỏi rằng Hay bởi ghế nóng quá mà dây thần kinh xấu hổ Của thượng tọa Thích Nhật Từ Cũng bị thiêu đốt thành than luôn rồi Thành ra không còn gì để ngăn cản Cái sự nói càng, làm càng của thượng tọa được nữa sau khi nhận xét rằng Thích Nhật Từ là người không có một chút từ bi với người khác, tác giả Minh Châu khuyên rằng Tôi cầu nguyện cho Thượng Tọ sớm hồi quan phản tỉnh mà ngừng lại ác nghiệp tổn hại chúng sanh, cầu nguyện cho khổ đau của chúng sanh được lắng dịu. Đóng hoặc kép lại. Trời ơi, tác giả Minh Châu khuyên bảo cái thằng từ này vô ích thằng này mà nó mà hồi tâm chuyển ý mà mà cầu nguyện cho chúng sanh gì cái thằng này tại vì cái thằng này cái dạch xuất phát của nó là nó đã là một cái thằng ma thằng quỷ rồi nó đi vô phật giáo nó đội lốt áo nhà tu để nó môi tiền để nó nhồi sọ để nó mị dân cái dạch xuất phát điểm của nó đã là một cái thằng tà ma ngoại đạo rồi quý vị chứ đâu phải nó là một cái người tu hành rồi đang tu giữa trường cái lầm đường lạc lối này nọ đâu nó nó không có quay đầu đâu rồi đọc tiếp nhưng như chúng ta thấy Thích Nhật Từ không hề ngưng tạo ác nghiệp Ờ đúng rồi nè Và bằng chứng là ông ta vẫn ám hại Thiền Am Tức là hồi trước giờ thằng Thích Nhật Từ này Bao nhiêu người người ta chỉ trích phản biện và Có nhiều người tu hành khác Người ta đã khuyên răng nó rồi là nên quay đầu Nên ngưng lại đi đừng có tiếp tục làm những cái điều mà ác như vậy nữa Vậy mà nó vẫn tiếp tục làm Và càng ngày càng tồi tệ hơn Ông bà ta hay nói là tâm sanh tánh tâm của bạn như thế nào thì bạn nhìn cuộc đời như thế đó. Những lời nói đầy sân hận của Thích Nhật Từ chỉ phản ánh cái tâm của y mà thôi. Xin lấy một câu của thầy Minh Niệm để khuyên Thích Nhật Từ là: "Ông hãy tu tập cho tốt và hãy thay đổi chính ông, đừng quá bận rộn đi hãm hại người khác vì hành vi đó đi ngược với giáo lý của Phật." Thích Nhật Từ đã diệt hết những tham sân si trong đầu của ông và ông hãy nên trở về với chánh đạo. Đó là lời khuyên của thầy Minh Niệm đó quý vị. Rồi bây giờ tóm lại Tất cả những cáo buộc của sư quốc danh thích nhật từ đối với thiền am là hoàn toàn vô chứng cứ. Những cáo buộc đó không có một cơ sở thực tế nào mà chỉ là những cái tiểu xảo cắt ghép chữ nghĩa để hãm hại người ta. Sự thật là hai chấm. Số 1. kênh năm chú tiểu không hề mạo nhận cái gọi là Phật giáo chính quy theo cách hiểu của Thích Nhật Từ. Kênh năm chú tiểu là một kênh giải trí và tu tập theo tinh thần Phật giáo. Sự thật là chân lý, Kênh năm chú tiểu được hơn 2,1 triệu người theo dõi và mỗi video thu hút hàng trăm ngàn người xem. Đó là sự ủng ủng hộ của công chúng dành cho Thiền Am, đó là chân lý. Mở Hoặc đơn, xin ghi thêm rằng kênh của Thích Nhật Từ có 247 ngàn người theo dõi và sự khác biệt với kênh năm chú tiểu đã nói lên rất là nhiều điều thú vị cho nên xa xin dừng lại ý mà tụi nó cố gắng báo chí truyền thông quốc danh uh, sorry báo chí truyền thông chính thống nè rồi cái đám thầy chùa lửa quốc danh nè rồi cái đám youtuber còn cò nè quý vị thấy bao năm nay là biết bao nhiêu cái thế lực cố gắng dù dập thiền am nhưng mà thiền am vẫn được yêu mến vẫn còn rất là nhiều người đủ tỉnh táo họ nhìn ra tại vì sao tại vì thiền am họ tu họ tu đúng họ sống có đạo đức đàng hoàng họ đâu có làm cái gì sai đâu mà mình ghét họ quý vị còn thằng thích nhật từ là nó sai sờ sờ ra đó Thành ra là nó cố gắng nó hại thì Thiền Am vẫn được yêu thương. Rồi, tiếp. Kênh năm chú tiểu không hề vi phạm nguyên tắc của YouTube. Nếu nói như thích Nhật Từ rằng kênh năm chú tiểu đã vi phạm thì đã bị YouTube đóng cửa từ lâu rồi. Nhưng thực tế kênh năm chú tiểu vẫn hoạt động bình thường. Rồi cái điều số 2, kênh năm chú tiểu và Thiền Am chưa bao giờ đăng tải những nội dung phỉ bán bôi nhỏ bất cứ ai. Ngược lại, thích Nhật Từ liên tục đăng đàn xuyên tạc phỉ bán nói xấu các tôn giáo khác và nói xấu cả Phật tử. Những tai họa đến với Thiền Am trong thời gian qua, ngoài âm mưu thâm độc của những của những tên như là công an nè hồ kiều tên là thủy phan nè còn có cả bàn tay ác độc của sư quốc danh thích nhật từ trời ơi, cái thằng này là trùm thằng này là thằng đầu sỏ chứ gì nữa thằng này là đóng đóng góp cái vai trò chính trong cái việc mà hại thiền am đây đưa thiền am vào tù đây là cái thằng thích nhật từ chứ ai chính y đã cấu kết với các youtuber cần cần để vu khống và nói xấu thiền am chính y đã xúi dục hàng ngàn phật tử phải dội bơm thư đến công an để vu khống thiền am chính y là Thích Nhật Từ đã tung những tin giả cho báo chí quốc danh bôi nhọ và phỉ bán Thiền Am. Giáo hội Phật giáo Việt Nam cần phải lại loại bỏ Thích Nhật Từ ra khỏi giáo hội. Sự hiện diện của y trong giáo hội là một vết nhơ cho Phật giáo Việt Nam. Rồi xin hết. Cảm ơn bài viết rất là xuất sắc của tác giả Đặng Tính. Cái thằng Thích Nhật Từ là cái thằng phá nát đạo. Cái thằng là cái thằng phá đạo. Cho nên chúng ta phải lên án mạnh mẽ cái thằng này bằng cái cách là bây giờ là quý vị vô gì chào hỏi nó đi, vô những cái trang mạng xã hội của nó đó, Quý vị vô quý vị gõ thích nhật từ trên Facebook cũng có, trên YouTube cũng có, gõ cái tên là đạo Phật ngày nay cũng có, gõ cái tên là chùa giác ngộ cũng có. vô xin chào giả sư thích nhật từ. Rồi vậy thôi, nhẹ nhàng vậy thôi. Rồi Hương Sa cảm ơn quý vị đã lắng nghe, Hương Sa thân chào. Hương Sa Radio mến chào quý vị khán thính giả. À Hương Sa thấy mấy ngày hôm nay đó thì nhiều người cứ cãi qua cãi lại về hai cái chữ giả sư thì bây giờ Hương Sa sẽ à, chứng minh cho quý vị thấy à, giả sư là như thế nào và đây là cái ví dụ mà điển hình nhất để giải thích rõ ràng cụ thể nhất cho hai cái chữ giả sư trong nhân quả nếu các bạn sử dụng các dụng cụ để hỗ trợ cho cái thỏa mạng tính dục của mình cũng không có tội gì hết Đức Phật cũng không sẽ nói là cái tội quý vị cho tôi xin dừng lại quý vị thấy tài trời không dám bỏ chữ vô miệng Đức Phật Đức Phật nào mà nói về mấy cái dụng cụ mà tăng cường thỏa mãn chuyện chăn gói mà Đức Phật không xem đó là cái tội vân vân Đức Phật nào nói hả Đức Phật nào mà phân tích gì mấy cái này quý vị coi quý vị thấy ma tăng không ma tăng giảng dạy tầm bậy tầm bạ mà ma tăng còn bỏ chữ vô miệng của Đức Phật nữa rồi mời quý vị xem tiếp Đức Phật chỉ nói đến những cái tác hại thôi nếu các bạn biết nó là một thói quen thì các bạn sẽ khó hạnh phúc được với người chồng thật hay là vợ thật của mình vì các dụng cụ đó tăng cường cái mức đê mê và thỏa mãn dẫn đến nghiện nhiều hơn là đối với vợ chồng thật như vậy khi mà các bạn sau một thời gian chồng đi làm xa về hoặc là vợ đi làm xa về là vợ qua khỏi cái thời gian bị bầu bí thì các bạn sẽ không còn áp phê nữa và lúc đó các bạn sẽ bị nhàm chán đối với người và người chồng đó đó là những hậu quả và vấn đề thỏa mãn tính dục đó là là bằng các cái dụng cụ hỗ trợ còn đối với những người chọn con đường sống xương cầu băm hay sương cầu đét thì cái phương tiện hỗ trợ này là cần thiết tại bởi vì họ không có nhu cầu để lấy chồng với vợ nữa thì họ được quyền thỏa mãn đó nó không có tội lỗi gì hết về nhân quả yêu cầu quan hệ vợ chồng đó cần phải đặt ra cho một quy chuẩn mà tôi tạm gọi là tần suất còn đang khi trong quan niệm tây y đó, thì người ta không kiên cử vấn đề đó nếu quý vị hỏi các bác sĩ tây y rằng đó là mỗi tháng quan hệ vợ chồng bao nhiêu là vừa thì họ nói là không có giới hạn gì hết và cũng không hại gì đến thận hay sức khỏe à, của sự sống thì đó là vì họ không nghiên cứu kỹ lưỡng về vấn đề này thì cái công thức nó đơn rất là đơn giản tuổi từ 20 đến 29 thì lấy bằng con số 2 30 đến 39 thì lấy bằng số 3 tương tự là là 60 đến 69 là lấy bằng số 6 70 đến 79 là lấy bằng số 7 nhân với con số 9 lấy cả con số đầu đó đó nhân với con số tính thì nó ra hai con số con số đầu chỉ cho số tuần con số sau đó chỉ cho số lần Đã được quan hệ vậy chặt trời ơi quý vị biết không hương sa coi cái này á hương sa vừa thấy tỏm ma tăng mà hương sa vừa mắc cười nữa đó quý vị vừa nghe đó là thích nhật từ đó là thượng tọa tiến sĩ phật học thích nhật từ của chùa giác ngộ quý vị thấy đó là ma tăng nó còn rành hơn cả tôi nữa trời ơi là trời tôi có chồng có con rồi mà tôi còn chưa có rành bằng ma tăng nữa quý vị thấy không những cái cách mà hương sa, à, mà mà ma tăng nói đó về cái chuyện tình dục đó giống y chang là ổng trải nghiệm gì đó có mức độ đê mê thỏa mãn trời ơi trời hương sa mà quý vị thấy trong chùa mà tại sao lại rao giảng những cái chuyện tình dục như thế này mà người dân việt nam khổ một cái đó quý vị giờ họ không có biết phân biệt họ để cho báo chí của đảng á, dẫn dắt nhiều quá những cái trường hợp như thế này thuyết pháp tầm bậy tầm bạ như thế này mà chẳng có ai nói gì hết trong khi đó lại hùa nhau báo dẫn dắt dắt mũi bay vô trù dập thiền am mà trong khi đó ở trong thiền am đó tôi không có thấy họ làm gì sai những cái lời ăn tiếng nói của họ tính ra nó vẫn đạo đức nhân văn đàng hoàng hơn rất là nhiều so với ma tăng bởi vậy á đây mới gọi là giả sư nè thích nhật từ hay gọi những cái người ở trong thiền am là giả sư đúng không bây giờ chúng ta phải gậy ông đập lưng ông thích nhật từ mới là giả sư giả sư thích nhật từ đáng trách hơn thiền am rất là nhiều là ở chỗ là giả sư thích nhật từ là đăng ký với giáo hội phật giáo việt nam đúng không quý vị dạ cái thiền am mà người ta tu tại gia người ta cũng nói là người ta là thiền am chứ không phải là chùa và người ta cũng không có đăng ký với một cái giáo hội nào hết cho nên là ở trong thiền am họ có quyền đặt ra cái luật cho họ thật sự tôi nói thật với quý vị họ có gia đình mà họ tu cũng được nữa giống cụ nữ quý vị không sao trơn á giống, giống như bây giờ nhà hương sa đi bây giờ hương sa có chồng có con mà hương sa muốn tu tập Hương Sa muốn tối là phải tụng kinh niệm Phật hay là ngồi thiền trước khi đi ngủ ở đâu có sao đâu Hương sao có quyền còn cái vụ đầu tôi tôi muốn cạo trọc cạo tôi không muốn tôi để tóc tôi muốn mặc áo nâu tôi mặc tôi không muốn tôi mặc áo cam áo hồng áo đỏ áo vàng kệ túi tôi đâu có đăng ký với giáo hội đâu có ràng buộc cái điều luật gì đâu đúng không cho nên thiền am họ muốn làm gì họ làm đó đời sống riêng tư của họ miễn họ không có phạm pháp thôi còn cái giả sư thích nhật từ này bé đáng trách tại vì giả sư tự nhận là thượng tọa tiến sĩ phật học của giáo hội phật giáo việt nam là coi như là cái gương mặt tiêu biểu cho giáo hội Phật giáo mà quý gì thấy ăn nói không rất là bán bổ cái đạo pháp của mình nhưng mà những phật tử đâu tôi hỏi những phật tử đâu rồi những cái cộng đồng mạng mà hăng máu mà bay vô trù dập thiền ám đâu tại sao không chuối mũi qua tập trung vô cái tên giả sư này mới là tránh hiệu nè tôi quý gì thấy không tại vì người dân mình bị dắt mũi già thích nhật từ là được đảng bảo kê cho nên đố ai dám đụng thích nhật từ quý vị đụng mới thích nhật từ thử đi thứ nhất Youtuber mà đụng tới thích nhật từ sẽ bị sập kênh còn những cái người ở trong nước mà đụng tới lên trên mạng mà nói đó hay là báo chí mà đụng tới đó là chắc chắn là báo chí đó sẽ bị trù dọc sẽ bị cắt chức không có không có một cái người phóng viên nào hay cái người viết bài nào mà dám đụng tới thích nhật từ cả tại vì thích nhật từ được đảng bảo kê mà rồi mời quý vị nghe tiếp để thấy cái sự thô thiển của giả sư thích nhật từ từ ngày 26 tháng 3 cho đến nay đó là gần đúng một tháng và đây là lần đầu tiên sau gần một tháng, tôi mới chính thức lên tiếng thì một lần nữa, vì tôi thấy thầy trò chùa Ba Vàng này đó tự mình đập tức rồi đổ lỗi cho người khác, dễ ra khi đập tức xong đó phải đi rửa chân. Đó quý vị coi, quý vị thấy giả sư thích nhật từ tục tiểu ghê chưa? Chửi đồng nghiệp, chửi chùa ba vàng gì đó mà quý vị thấy dùng những cái chữ rất là thô. Hương Sa thấy vậy chứ Hương Sa không bao giờ dám dùng những cái chữ như vậy nha. Quý vị thử lục lại tất cả những video của Hương Sa, Hương Sa chỉ trích cái ác lên án cái bất công cái xấu, nhưng mà Hương Sa không bao giờ dùng cái chữ như vậy, Hương Sa dùng chữ phân, rất là lịch sự. Còn thí dụ mà Hương Sa muốn dùng cái chữ đó Hương Sa hay nói tránh là cờ ư tờ dốt sắc. À, Hương Sa, chứ Hương Sa không bao giờ không bao giờ mà dám nói thẳng ra như vậy ở trên mà mình nói chuyện, mình nói radio mà cho tất cả quý vị khán giả nghe còn thích nhật từ ở trong một cái chùa mà quý vị thích nhật từ dùng những cái chữ nó thô như vậy đó quý vị thấy không chỉ trích lên án chùa ba vàng rồi dùng những cái chữ rất là thô bị bởi vậy đó hương sa dẫn chứng để cho những cái khán giả nào mà quý vị thật sự đó không có hiểu cái khái niệm giả sư là cái gì quý vị cứ nói là thiền am là giả sư à, tại vì à, thiền am à, tu mà xài điện thoại à, iPhone à, thiền am tu mà đi tắm biển à, tu mà tập thể hình à, tu mà đi hát vân vân mà những cái quý vị dẫn chứng ra tôi thấy thiền am họ làm đâu có xấu đâu có sai đâu họ nó nhắc lại một lần đó, họ tu tại gia với thêm một cái những cái chuyện mà họ hát họ ca họ đi biển họ xài iPhone họ đi xe hơi vân vân không có cái gì sai hết trơn người ta ở nhà ai nuôi người ta người ta có đạo có đời đúng không quý vị người ta đâu có vô cái giáo hội gì đâu thì người ta phải đi mưu sinh kiếm sống người ta có xe có nhà có cửa là bình thường bây giờ đáng trách là đáng trách những cái thằng giả sư thầy chùa lửa này nè thích nhật từ nè quý vị thấy không ở bây giờ quý vị biết tu mà trong cái giáo hội phật giáo đó là đã được tài trợ của nhà cầm quyền việt nam rồi là thích nhật từ đã được cái khoản tài trợ rồi chùa thì chùa to chùa lớn phật tử thì cúng dường ăn không hết rồi tiền bạc từ ở trong nhà cầm quyền việt nam rót xuống nữa nhưng mà nó vẫn kêu cúng dường quý vị thấy những cái chùa lớn việt nam bây giờ luôn để cái cái thùng để phật tử bỏ tiền cúng dường vô còn ở thiền am họ đâu có để cái thùng gì đâu mạnh thường quân tự thương cho tiền thôi bình thường họ tự thiền am họ tự đi kiếm sống họ mua sinh ở ngoài đó là cuộc sống của họ họ có đi xe hơi đi cái gì thì kệ họ tại vì họ tu tại gia mà thì tu tại gia gì cứ hiểu là họ cũng giống như mình nhưng mà có điều họ hướng tới cái đạo pháp hơn mình à, tức là họ đặt ra những cái quy tắc cho bản thân của họ nghiêm khắc hơn là cái người bình thường của mình thế thôi còn đáng trách giả sư đây mới đúng là giả sư nè nhưng mà như tôi đã lặp đi lặp lại là đáng tiếc là người dân mình dễ bị dắt mũi. À, báo chí của đảng, nhà nước nó định hướng làm sao thì người dân chuối mũi theo cái đó. Chứ không có biết nhìn nhận ra đâu là đúng, đâu là sai. Tôi nói thật chứ, bây giờ người nào á, mà nghe xong cái video của Thích Nhật Từ rồi mà vẫn còn u mê nói là ôi thầy nói vậy đâu có gì đâu, thầy được quyền nói vậy mà. Thì tôi quỳ tôi lạy quý vị luôn, đúng là thời mạt pháp. Mà quý vị thấy Thích Nhật Từ lại là gì? À, phó viện trưởng của Phật giáo học Việt Nam. Mà quý vị thấy ăn nói không? Cái chuyện đời sống vợ chồng mà thích nhật từ nói mà điêu luyện sành hơn chuyên nghiệp hơn là cả chúng ta là những người có gia đình nữa quý vị mà dấu chấm hỏi tôi đặt ra là cái ông này giả sư thích nhật từ nói là đã đi tu hồi năm mười mấy tuổi mười bốn tuổi a à, mười bốn tuổi đi tu là cái tuổi đó rất là rất là nhỏ đúng không nếu mà nói là à, tôi tôi đã từng à, trải qua cái chuyện trăn gói trước khi tôi mười bốn tuổi thì lại là thành quỷ sao sớm dữ vậy đúng không còn từ mười bốn tôi đã đi tu cho tới bây giờ mà sao ông sành điệu với vậy ông hay quá dạ hả ông biết đê mê như thế nào thế nào hồi ông nói mà tôi nghe tôi vừa mắc cười tôi vừa nói ốc ngay cả những người bạn bè của mình gặp nhau những người bạn gái thân của mình gặp nhau cũng chưa có nói chuyện mà mà trắng trọn mà mà thô giống như là là giả sư thích nhật từ ôi gì mà có kinh nghiệm nữa chứ bởi tôi nói với quý vị đây mới là những cái giả sư khoác áo thầy tu để ma mị phật tử để lấy tiền túi của quý vị dắt cạn những đồng tiền xương máu của quý vị cho nên làm ơn nha làm ơn tránh giùm một cái có thờ tượng có thờ phật có muốn đi chùa thì ok mình cúng phật rồi mình đi về đặc tuyệt đối là không có góp một đồng xu cắt bạc nào cho những cái tên giả sư này nha quý vị nhớ nha quý vị nên nhớ là gia đình quý vị quý vị còn chưa lo xong đó bạn bè dòng họ dòng họ bà con của mình vẫn còn khó khăn đó không có hơi đâu mình góp tiền cho những cái thằng giả giả sư này nếu mà mình có cúng tiền hoặc là mình có giúp tiền cho những cái nơi thì cũng là những cái nơi tốt giống như là thiền am chứ không có phải là để cúng cho giả sư thích nhật từ của chùa giác ngộ Ok, cái video chính này là Hương Sa muốn chia sẻ bí kíp, bí quyết, chăn gói mà Thích Nhật Từ đã nếm trải. Thích Nhật Từ chia sẻ đến quý vị. Cho nên là Hương Sa giúp Thích Nhật Từ lan tải cái video này rộng rãi hơn. Ok, rồi Hương Sa cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Hương Sa thân chào. À, kính chào quý vị, tôi là Thầy Thông Lai. bữa nay sáng thứ Bảy, khoảng 9-10 giờ tại giờ của Washington State à, trong lúc thầy đang tưới cây kiển ở dưới Center thì uh, có một số Phật tử email hỏi thầy về cái vụ của thiền am bên bờ vũ trụ và cái ông thích nhật từ ở Việt Nam thì nó có lợi có hại gì cho Phật giáo như thế nào à, theo cái nhận định của thầy thì thật sự mà nói đó là cái chuyện ông Lê Tùng Dân ổng tu thiệt hay tu giả chúng ta không có việc cần biết và cái chuyện mà ổng một người ở Việt Nam rồi ổng tu tại gia ổng sau cái phiên tòa án ở Việt Nam để xử ổng về cái tội loạn luân mà không có đem được bằng chứng và một vị thượng tọ nằm trong cái vị lãnh đạo cao cấp của giáo hội Phật giáo Việt Nam của Việt Cộng mà đi đi thưa một cái người 90 tuổi vì cái vấn đề một câu nói là thích nhật từ ngu như bò thì nó đem lại một cái lợi ích cho đạo Phật như sau là cụ Lê Tùng Dân ổng không có chứng minh được ở Việt Nam người nào tu thiệt nhưng mà ổng lại chứng minh được là những người tu giả đó cái đó là ổng đã chứng minh được giáo hội quốc danh là thế nào và sư quốc danh là như thế nào đó là một cái mà có thể là những cái giáo hội Phật giáo Việt Nam ở hải ngoại chân chính là 10 năm cũng chưa có kết quả mà nhờ cái việc của ông Thiền A bên bờ vũ trụ đó cụ đã làm cho đồng bào cả thế giới ở trong nước và ở ngoài nước nhận định đâu là sư quốc danh và đâu là sư chân chánh vậy thôi. Còn cái chuyện mà ổng tu đúng hay sai thầy không cần biết. Nhưng mà ổng đã làm được một việc rất lợi ích cho đạo Phật là ổng dạch mặt được cái bọn sư quốc danh nằm ở trong giáo hội Phật giáo Việt Nam ở ở tại trong nước đó đó là cái nhìn của thầy nha cái nhìn của thầy là ổng lại đem một cái lợi ích rất là lớn cho đạo phật và từ nay người ta mới nhìn rõ những cái hành động mà mượn đạo tạo đời những cái hành động mà coi như là núp trong cái tà áo của thì kheo để mà quậy phá phật giáo mà cái công của cụ lê Thùng dân này rất là lớn cụ khó có thể chứng minh được ở việt nam ai là người tu thiệt ai tu trơn nhưng mà cụ chứng minh được cái ai là cái loại tu giả ai là sư quốc danh nha cho nên thầy chỉ nói như đó thôi đó để trả lời những cái đệ tử của thầy nha ừ.